Bị chụp lén, cô giáo bất ngờ gây bão. Ảnh chất lượng thấp nhưng nhan sắc của cô chất lượng cao quá. Wow! Oh my God! Hình ảnh những thầy giáo, cô giáo có nhan sắc nổi bật bị học sinh chụp lén và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội không còn là chuyện lạ. Thế nhưng mỗi lần xuất hiện, những thầy cô giáo này vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt. Hình ảnh cô giáo trẻ đứng trên bục giảng được một fanpage đồng thành viên đăng tải mới đây là một trong số đó. Cô giáo trẻ với gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, mái tóc ngắn cá tính, ăn mặc giản dị, ánh mắt có phần ngơ ngác, nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân mạng. Mọi người đều dành nhiều lời khen cho cô. Cô trẻ quá, không đứng trên bục giảng thì khéo bị nhầm là học sinh. Cô đã xinh lại còn giỏi, hình như dạy môn tiếng Anh kìa. Danh tính của cô giáo trong ảnh nhanh chóng được tìm ra, đó là Lê Thị Nga Linh, sinh năm 1999, quê Thanh Hóa. Được biết, cô tốt nghiệp khoa ngoại ngữ, chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, trường Đại học Hồng Đức. Nga Linh cho hay, cô rất bất ngờ khi hình ảnh của mình được chia sẻ trên mạng xã hội. Thì thoảng mình cũng nhờ giáo sinh dự giờ quay lại bài giảng để kiểm tra xem có sai sót không. Mình cũng hay đăng một vài clip dạy học lên TikTok làm kỷ niệm. Máy ảnh trên được chụp từ một clip mọi người quay, rồi mình xin lại để đăng. Không ngờ lại xuất hiện trên fanpage này. Sau những kỳ thực tập, Nga Linh càng tin vào sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Tiếp xung với học trò khiến Nga Linh thấy tâm hồn mình trẻ trung, yêu đời hơn và quyết tâm gắn bó với nghề giáo. Chúc cô giáo trẻ sẽ luôn vững bước trên con đường sự nghiệp tương lai nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi Thám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi.